Thầy ơi, phân biệt giúp em từ azukaru và azukeru. Quá là dễ. Ngay từ trong tiếng Việt nó cũng khác nhau rồi bạn nhá. Azukaru là giữ, azukeru là gửi. Không phải là gửi thư hay là gửi email mà chúng ta dùng từ okuru đâu nhá. Gửi này là gửi đồ. Nên cho em gửi đồ cái, được chưa? Đấy, khác nhau. Ginko wa okasama no okane wo azukaru. Ngân hàng giữ tiền của khách hàng. Ngược lại, okasama wa ginko ni okane wo azukeru. Khách gửi tiền vào ngân hàng. Ok, bây giờ chúng ta đến với cách dùng đầu tiên. Dùng thẻ rự hay là thẻ masu. Ok. Trước tiên là động từ azukaru. Ok chưa? Chẳng hạn có một bạn du học sinh đúng không, gửi cho mình cái thẻ dây đi qua độ này đúng không? Hay vậy đây. Thì mình sẽ bảo là thôi anh giữ cho nhé. Dạ. Kore azukaru yo. Ok chưa? Ví dụ số 2, khi mà khách đến thanh toán tiền cho chúng ta. Hai, ichimayen o azukari itashimasu. Khiêm nhường ngữ ô cộng azukari cộng itashimasu. Ví dụ về azukeru. Khi mà bận thì tôi gửi con cho bố mẹ. Isohashi toki kodomo wa ryoushin ni azukeru. Chồng đi du lịch đến khách sạn rồi, vợ vứt đồ đây, bảo là anh gửi ra quầy lễ tiếp tân đi, đúng không? Thì mình bảo là anh gửi nhé. Dạ. Kore fronto ni azukeru ne. Tức là anh gửi cái này ra quầy lễ tiếp tân nhé. Cách dùng số 2, dùng với thể tạ khi mà chúng ta trần thuật hay là kể lại một câu nào đó. Chẳng hạn như là hôm nay bởi vì tôi bận nên là mẹ tôi đã trông con hộ tôi. Kyo wa isogashikatta no de haha ni kodomo o azukatte moratta. Hoặc là chúng ta có thể dùng là haha ga kodomo o azukatte kureta. Hoặc là nếu mà chúng ta dùng động từ gửi cũng được. Hôm nay tôi bận nên là tôi gửi con cho mẹ. Thì vẫn là câu vừa nãy. Kyo wa isogashikatta no de kodomo o haha ni azuketa. Được chưa? Tiếp theo, cách sử dụng số 3. Phần này mang quan trọng khi mà chúng ta có một món đồ chúng ta muốn gửi. Được chưa? Muốn ai đó giữ hộ. Được chưa? Thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Trước tiên dùng động từ azukaru là giữ hộ. Đúng không? Thì bây giờ trong tiếng Việt thì chúng ta sẽ nói rằng là anh ơi giữ hộ em cái này với, anh ơi trông hộ em cái này với. Thì chúng ta hãy chia nó về thể T cộng với lại là kureru, kurenai, itadakemasen ka, hay là moraeru, moraenai, moraemasen ka. Sumimasen, kore o azukatte itadakemasen ka. Sumimasen, kore azukatte kurenai, azukatte moraenai. Ok chưa? Đấy. Tiếp theo, azukeru tức là gửi. Lưu ý ở đây là azukeru là gửi nên là không chia dạng thể T cộng với lại morai là kureru kurenai nhá, mà phải dùng răng lá. Sumimasen kore azuketai desu ga. Được chưa? Anh ơi em muốn gửi cái này. Được chưa nào? Hoặc là anh ơi em gửi cái này có được không? Vete mo ii desu ka? Vete mo yoroshii desu ka? Sumimasen kore azukete mo ii desu ka? Sumimasen kore azukete mo yoroshii desu ka? Được chưa nào? Đấy, nếu mà thấy video này dễ hiểu thì nhớ like và chia sẻ nhá. Bye bye.